Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Một chút. Rất là vui vì sáng chủ nhật phục sinh, chúng ta đã đáp ứng lời kêu gọi của Hội Thánh Chúa tại đây. Và chúng ta đã theo tinh thần của các người yêu mến Chúa, trong đó có Mary Magdalene, là một người đã được Chúa Giêsu đuổi ra khỏi cuộc đời của bà 7 con quỷ dữ. Và bà biết ơn Chúa. Cho nên theo phong tục của người Do Thái, đó là đến phần mộ để xông thuốc thơm, để làm cho cái xác của Chúa Giêsu không bị hôi thối. Nhưng chúng ta biết sáng của ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày Chủ nhật hôm nay, Kinh Thánh chép rằng tưng tưng sáng, có nghĩa là trời chưa sáng. Amen. Giống như sáng nay tôi dậy lúc 3:15, lúc đó trời chưa sáng, và sau đó thì cả trung tâm của Chúa ở đây cũng đã dậy từ 4:00 hơn cái thời gian thường lệ là 1:15. Và đối với tôi thì thức từ sớm nó không còn lấy làm lạ với tôi. Và đối với tôi yêu cái thời giờ buổi sáng sớm, vì đó là thời gian rất là tĩnh lặng. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta bắt lấy tinh thần yêu kính Chúa. Và tôi tin rằng Chúa sẽ không phụ lòng của chúng ta. Khi chúng ta đến đây, có những anh em đến đây rất là xa, có thể đi và về đến 50-60 cây số, 70 cây số. Và chúng ta đã đến đây với tinh thần của mừng Chúa đã phục sinh. Và chúng ta thấy cái buổi sáng phục sinh đầu tiên trong Kinh Thánh kỹ thuật thì có thiên sứ. Amen. Amen không ạ? Có sách Phúc Âm thì nói rằng là có một thiên sứ đến lăn hòn đá đi. Hòn đá đó nặng lắm anh em. Hòn đá đó có những diễn giả, có những người nghiên cứu cho rằng nó nặng đến gần cả đến 2 tấn. Cho nên tâm trạng của Mary Magdalene và Mary khác, họ lo lắng khi họ đang trên đường đến phần mộ, thì họ nói rằng ai sẽ lăn hòn đá đó cho chúng ta, với sức lực của một người phụ nữ, với thân hình mảnh mai của một người phụ nữ. Họ lo âu là ai sẽ giúp họ lăn hòn đá đó đi. Nhưng khi họ đến, họ thấy đó, hòn đá đó đã lăn đi rồi. Amen. Họ đã thấy cái nan đề đã lăn đi rồi. Cái điều tôi loan báo cho anh em biết rằng Chúa phục sinh để làm gì? Chúa phục sinh, Ngài đắc thắng sự chết. Không ai đắc thắng sự chết anh em. Amen. Không ai đắc thắng sự chết. Chỉ có mình Chúa Giêsu, người ở Nazareth, là đấng Messiah, là đấng mà chúng ta thờ phượng Chúa với bài hát hôm nay. Chỉ duy Ngài, và chỉ duy Ngài, chỉ duy Ngài, và mãi mãi chỉ duy Ngài đắc thắng quyền lực của âm phủ và sự chết. Ngài sống lại để gì? Để ta biết rằng cả thiên đàng sẽ đến bên cạnh cuộc đời của chúng ta để thay đổi những nan đề, những bất hạnh, những điều khó khăn nhất mà chúng ta nghĩ rằng ai sẽ cứu giúp chúng ta. Amen. Amen. Ai sẽ giúp đỡ chúng ta đây? Ai sẽ là người nâng đỡ chúng ta? Ai sẽ là người dẫn ta đi trên đường đời này khi theo Chúa Giêsu? Ai là người thay đổi được nan đề của chúng ta? Ai là người có đủ thẩm quyền thay đổi nghịch cảnh của chúng ta? Ai là người có đủ thẩm quyền để tha tội cho chúng ta? Không ai, và không ai. Chỉ có Chúa Giêsu. Amen. Anh em, vì có đó, bài hát mà tốt các khi nãy hát, đó là vì Giêsu sống, tôi bước đi bởi tuyệt vọng, phải không? Hello. Vì Giêsu sống, tôi bước đi bởi tuyệt vọng. Hả? Vì Giêsu sống, tôi bước đi bởi mệt mỏi. Vì Giêsu sống, tôi bước đi bởi sầu thảm. Vì Giêsu sống, tôi bước đi bởi những gánh nặng. Vì Giêsu sống, tôi bước đi bởi hy vọng.
một người bước đi bởi hy vọng, thì lời bài hát nó tiếp tục cho chúng ta thấy bóng đêm xa dần. Amen. Không ai đi với Chúa trọn thành mà bóng đêm dày đặc cả. Lời này ủng hộ chúng ta trong sách Châm Ngôn. Chúng ta là những người anh em ở trong trung tâm này, chúng ta biết rất rõ con đường của người công chính càng sáng thêm hơn cho đến lúc giữa trưa. Con đường của người đi theo Chúa là càng đi càng sáng. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Con người đi với Chúa càng đi càng sáng. Nếu chúng ta càng đi mà càng tối nha, là chúng ta đi thụt lùi rồi, chúng ta không đi tới. Tôi đi với Chúa hơn 30 năm nay rồi, và tôi càng đi tôi càng thấy yêu Chúa hơn. Tôi càng đi Chúa càng wow, Chúa tuyệt vời quá. Hallelujah. Amen. Amen. Cho nên vài lời để khích lệ tinh thần của chúng ta hôm nay về đây, để cùng với hội thánh Chúa chung chúng ta nhóm lại mừng Chúa đã phục sinh. Amen. Và chúng ta cùng nhau đồng đứng lên. Tôi xin đọc hai phân đoạn kinh thánh để làm nền tảng cho điều mà chúng ta cần phải nghe hôm nay. Và chúng ta sẽ thấy những điều Chúa dạy chúng ta hôm nay nó khác với những Chúa nhật phục sinh năm qua. Và đây là sứ điệp đầu tiên mà tôi giảng trong Chúa nhật phục sinh của năm 2024. Những năm qua tôi đã không có sứ điệp này, nhưng những ngày qua khi tôi ở riêng với Chúa, tại phòng riêng của tôi, tại nơi riêng tư của tôi, Chúa đã bảo tôi phải giảng cái điều gì. Và tôi chỉ là một đầy tớ của Chúa, tôi nhận mạng lệnh từ nơi Chúa và tôi phải trung tín để truyền tải lại cái điều mà Chúa muốn nói với hội thánh hôm nay. Amen. Xin mời chúng ta dở phân đoạn thứ nhất, đó là Giăng đoạn 20, Phúc âm Giăng đoạn 20, từ câu 19 đến câu thứ 23. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa, xin trân trọng kính mời hội thánh và các tôi tớ Chúa cùng con cái của Chúa đang theo dõi chương trình online cũng có thể dở kinh thánh ra và lắng nghe tôi đọc lời của Đức Chúa Trời. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các người. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các người. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hạ hơi trên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Chúng ta đến phân đoạn thứ hai, Mác đoạn 16 câu 14 đến câu 20. Mác đoạn 16 câu 14 đến câu 20. Tôi xin đọc. Sau nữa, Ngài hiện ra trong 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống chống chí độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Xin ta đồng hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Hỡi Chúa cứu thế Giêsu yêu dấu của chúng con, đấng vì yêu thế gian trong đó có chúng con, đấng đã vì tội lỗi, sự gian ác, sự bất chính trong mỗi chúng con mà Ngài đã chịu thương khó, Ngài đã chịu hy sinh, Ngài đã chịu từ bỏ ngay đến sự sống của chính mình. Ngài hy sinh những điều đó là vì yêu chúng con. Ngài không làm, Ngài không chết thay chúng con để Ngài trở thành người nổi tiếng, nhưng Ngài chết cho chúng con vì có Ngài yêu chúng con.
không gì khác hơn. Và Ngài cũng đã sống lại. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã bứt đứt những dây trói vì nó không thể cầm giữ Ngài được. Những dây trói sự chết, những linh của sự chết không có quyền trên cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã sống lại. Giê-xu ơi, Ngài đã sống lại để cho thế gian biết rằng Ngài là cứu Chúa duy nhất của thế giới này. Ngài là cứu Chúa cho những người tin, và chỉ Ngài và duy Ngài. Mà lời của Chúa đã công bố rằng dưới trời này không có danh nào khác, không có một thần nào khác, không có bà thầy nào khác, không có thầy bói nào, thầy phù thủy nào, không có điện thờ nào, không có thần giao cách cảm nào có thể đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại ngoài Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Chúa vì Giê-xu yêu dấu của chúng con. Ngài thật là lạ lùng, Ngài thật là kỳ diệu. Ngài không như con người chết và họ nghĩ rằng hết. Những Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại. Điều khó nhất mà Ngài đã làm được cho chúng con đó là chết, thì không còn điều gì là khó nữa với Ngài. Điều khó nhất cho một con người đó là sống lại sau 3 ngày. Những Chúa Giê-xu chúng con đã sống lại sau 3 ngày. Điều đó không còn gì là khó đối với Ngài trước những nan đề, trước những thử thách và nghịch cảnh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa Thánh ơi, Ngài cũng can dự, Ngài cũng hiển diện trong sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Đức Chúa Trời đã dùng Ngài hỡi Đức Thánh Linh khiến Chúa Giê-xu Christ từ cả chết sống lại. Thế nào? Cùng một Đức Thánh Linh đó đang ở trong và ở với chúng con ngay giờ này là những kẻ tin. Con xin Thánh Linh của Chúa lắng nghe điều con ước ao. Con xin Thánh Linh của Chúa là người bạn rất lớn của con, đấng con hằng yêu kính tôn thờ khát khao. Xin hãy vận hành Thánh Linh. Con không làm chi được, con không đụng chạm được anh em con, con không thay đổi được anh em con. Dân sự của Ngài là dân sự được mua bằng huyết của Chúa Giê-xu. Hỡi Thánh Linh, xin lắng nghe lời thì thầm của con qua huyết của Chúa Giê-xu Christ. Xin chạm đến những con trai con gái đang đứng trước ngai của Ngài đây. Xin lay động tấm lòng họ, xin làm rung động tấm lòng của họ qua lời của Ngài hôm nay. Bạn lúc con chia sẻ lời của Chúa theo mạng lệnh của Ngài, xin bắt phục lòng anh em con, để anh em chúng con không còn buồn rầu, cô đơn, mệt mỏi, chán nản nữa, vì Giê-xu đã sống lại. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng an toàn. Và sáng nay chúng ta có để ý không, ngoài ban thờ phượng, ngoài tốp ca, ngoài cả Hội Thánh cùng nhau hát ca ngợi Chúa Giê-xu, thì có một dàn hợp xướng mà tôi tin rằng Chúa sai đến để cùng với chúng ta ca ngợi Chúa Phục Sinh. Đó là dàn hợp xướng Ve Ve. Chúng ta có để ý không vậy? Khi chúng ta thờ phượng Chúa, tôi nghe Ve Ve gọi là thổi đủ các loại âm thanh để cùng hòa với chúng ta trong sự ngợi khen Chúa Giê-xu Phục Sinh. Amen. Chúng ta ngợi khen Chúa. Hallelujah. 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 Vinh hiển thuộc về Chúa. Vinh hiển thuộc về Chúa Giê-xu. Với hai phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc chung với nhau đó, tôi đọc và anh em theo dõi đó, thì tôi nhận cái mạng lệnh này từ nơi Chúa. Với cái chủ đề đó là Chúa Phục Sinh và Sứ Mạng Sai Đi. Xin ban hát dẫn chuẩn bị cho bài hát Sai Đi. Tôi lặp lại cái chủ đề hôm nay trong Chủ nhật Phục Sinh năm 2024. Tôi sẽ không nói về quyền năng, tôi không nói về những cái dấu hiệu nào Chúa Giê-xu sống lại. Điều đó ta đã nghe quá nhiều rồi phải không ạ? Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Phục Sinh, những câu nói của Ngài đầu tiên cho một tập thể đó là bình an cho các con. Anh em chúng ta hãy đón nhận điều này. Cái lời mà Chúa Giê-xu sau khi từ cái sống lại Ngài hiện ra cho các môn đồ đang đầy dẫy sự sợ hãi, đang đầy dẫy sự lo lắng, họ sợ họ bị bắt và bị tử hình giống như thầy của mình lắm. Họ đóng kín cửa lại trong văn đoạn 20 câu 19 phải không? Phải không anh em? Thì đang lúc họ đầy dẫy sự sợ hãi thì Thánh Linh có tiếng gõ cửa. Điều đầu tiên tôi chia sẻ cho anh em sáng hôm nay,
Bao nhiêu người trong chúng ta thật sự muốn đón nhận Chúa Giêsu phục sinh, muốn thật sự trải nghiệm một Chúa Giêsu đã sống lại ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào câu 19. Buổi chiều nôi ngày đó, Chúa Giêsu sống lại buổi sáng thứ nhất, hiện ra cho Maria Magdalene. Amen. Và Chúa bảo Maria Magdalene, đó là hãy đi báo cho các môn đồ của ta, anh em của ta, đó là ta đã sống lại rồi, và ta sẽ hẹn gặp họ tại Galilee. Amen. Amen không ạ? Và anh em biết gì không? Maria Magdalene, một người, như tôi đã nói, có một cái quá khứ bị bảy con quỷ ám vào. Và Chúa Giêsu đã đuổi bảy con quỷ ra khỏi đời sống của bà. Và bắt đầu từ đó, bà được giải cứu, bà biết ơn Chúa. Tôi tin bà có gia đình, nhưng bà đã lìa bỏ gia đình và lẻo đẻo đi theo đoàn truyền giáo của Chúa Cứu Thế Giêsu. Anh em, điều đầu tiên tôi chia sẻ cho chúng ta đó, để chúng ta kinh nghiệm được Chúa phục sinh. Chúa phục sinh không phải là một sự kiện của lịch sử, nhưng Chúa phục sinh là một lẽ thật rất quan trọng đã ứng nghiệm và tiếp tục được ứng nghiệm cho những con người cần Ngài. Amen. Amen. Anh em, không ai thờ phượng người chết đâu. Bởi người chết không nghe được, người chết không thấy được, người chết không còn tấm lòng cho tôi nghe chứ. Amen. Nhưng ta thờ phượng Đấng đã sống, Đấng nghe được lời cầu nguyện của chúng ta, Đấng có tấm lòng yêu chúng ta, Đấng có cánh tay đại năng đại quyền để chữa lành, để giải cứu, để làm phép lạ, để giúp đỡ chúng ta những điều rất là quan trọng đi với Chúa trên đất này. Người chết có chân nhưng không còn đi được, nhưng Đấng sống có đôi chân, và đôi chân của Ngài đi rất là máu lệ để chạm đến đời sống ai đó đang khát khao Ngài hôm nay. Trong 3 ngày Chúa Giêsu chôn dưới lòng đất, nghe nói đúng kinh thánh, đó là Ngài đi vào âm phủ. Trong 3 ngày đó các môn đồ cô đơn, chỉ trừ Judas Iscariot đã tự xử phải không ạ? 11 sứ đồ còn lại và những người phụ nữ đã được Chúa giải cứu chữa lành, những người biết ơn Ngài, tập hợp lại với nhau ở trong một phòng rất là kín. Trong 3 ngày đó họ không nghe thầy giảng, cho tôi nghe chữ amen. Anh em để ý nha, trong 3 năm rưỡi mỗi ngày họ đều nghe giọng nói của Chúa Giêsu. Nhưng chỉ có 3 ngày thôi mà chúng ta biết rằng Maria Magdalene thèm nghe giọng nói của Chúa Giêsu. Tôi muốn mượn điều này nói với anh em rằng có ai ở đây đã không đọc Kinh Thánh 3 ngày rồi? Xin đủ can đảm thì giơ tay lên nào. Xin đủ can đảm đừng giơ tay lên. Thì tất cả đều không đọc Kinh Thánh 3 ngày qua. Anh em, tôi không đọc Kinh Thánh một ngày là tôi thấy, cảm thấy trong mình nó có gì đó, nó thiếu cái gì đó, nó đói cái gì đó, nó khác cái điều gì đó. Nó không phải khác vì cớ nước, nó không phải thiếu vì cớ tôi không có đồ ăn, nhưng tôi thiếu lắng nghe tiếng của Ngài qua lời của Ngài. Amen. 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 Tôi khát nước sống của Ngài tuôn đổ vào đời sống của tôi qua lời của Ngài. Vì cái đó mà ngày nào tôi cũng phải đọc Kinh Thánh, không phải bị bắt buộc. Nhưng tôi đọc vì cớ tôi khát khao lời của Ngài. Amen. Chúng ta hình dung đi, Maria Magdalene, Phêrô, sứ đồ Giăng và những người còn lại 3 ngày họ không được nghe thầy của mình giảng. Vì Chúa Giêsu đi vào âm phủ để nói với Satan rằng hãy đưa chìa khóa sự chết vào âm phủ này cho ta. Và nó đã run rẩy. Satan run rẩy trước sự diện của Chúa Giêsu. Tôi khoái nói điều này. Vì trong công tác giải cứu của tôi, nó cũng xưng hùm hưng bá, nó là thần này thần nọ, đến từ chỗ này chỗ kia. Nhưng khi danh của Chúa Giêsu Christ được tuyên bố lên, nó run rẩy co cúm người lại, la hét và phải ra khỏi cái người mà bị nó bắt lấy. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ cho anh em ở đây, câu 19. Kinh Thánh nói là buổi chiều nào ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại. Điều thứ hai tôi nói anh em sau sự khao khát lời của Chúa, đó là chúng ta coi
có một cái cửa mà không phải cửa phòng nhóm này. Sáng sớm 3 giờ 15 phút tôi đi ra ở hàng 3 phòng nhóm này, tôi cầu nguyện. Và tôi nhìn thấy tất cả các cửa đều mở. Và đây là một hiện tượng lạ, bởi vì phòng nhóm này không bao giờ mở cửa, phải đóng cửa từ tối hôm qua. Tôi thấy những cửa chính đóng, cửa hai cánh này đóng, cửa bốn cánh phía trước đóng, nhưng tất cả các cửa sổ đều mở. Và tôi có một cái điều lo là không biết chân đèn bãi ngọn nó có còn ở đây không, vì các cửa sổ đều mở. Nhưng mà khi tôi có một cái chút suy nghĩ như vậy đó, thì Chúa nói với tôi rằng: đừng lo con, vì ta đang ở đây. Và Chúa nói với tôi, khi tôi suy gẫm tiếp sứ điệp này, Chúa nói có một cánh cửa mà chính các môn đồ đóng lại. Chúng ta nhìn vào câu 19 đúng như vậy không? Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại. Anh em lưu ý chúng tôi đọc Kinh Thánh, đừng bỏ chữ từ, nhưng mà hãy để ý từng tử, từng chữ, từng từ. Những cửa nói về số nhiều hay nói về số ít? Hỡi hội Thánh Chúa, những cửa nói về số nhiều hay nói về số ít? Nói về số nhiều. Có nghĩa là cái phòng họ ở đó, bao nhiêu cửa là họ đóng lại hết. Và lý do tại sao họ đóng lại hết? Bởi vì 11 sứ đồ và những người khác đang hợp lại với nhau, họ đều sợ dân Giu-đa. Amen. Amen. Họ sợ. Như trước đây chúng tôi được đụng chạm Chúa, được thay đổi, được bắt phục, được dâng cuộc đời của mình tận hiến cho Chúa Giê-xu qua Hội Thánh Tư Gia tại Việt Nam. Và cách đây hơn 30 năm về trước, Hội Thánh Tư Gia lúc đó chính quyền chưa hiểu về Hội Thánh của Chúa, cho nên những sự bắt bớ đã xảy ra. Và ta biết gì không? Mỗi lần nhóm nhau lại đó, không được mở cửa như vậy đâu. Tất cả các cửa đóng hết lại. Có đúng như không? Đúng như vậy không Vân nhỉ? Tôi ở trong cái dòng chảy đó. Học trường Kinh Thánh không có máy lạnh đâu anh em. Hơn 20 người trong trường Kinh Thánh Tin Nu khóa 4 đó, hình ảnh đó không bao giờ tôi quên, kỷ niệm lắm. Cơm không có mà ăn, kiên ăn 7 ngày để học trường Kinh Thánh đó anh em. Tất cả các cửa đóng lại hết. Hát thì hát nho nhỏ, sợ người hàng xóm nghe và họ gọi chính quyền. Đờn cũng đợt nhỏ nhỏ. Nhưng một ngày kia chúng tôi bảo nhau rằng: ủa, tại sao mình giống các môn đồ quá vậy nè? Tại sao mình phải sợ? Mình thờ phượng Đức Chúa Trời, tại sao mình phải sợ? Amen. Mình không phải là thầy bói, mình không phải là thầy phù thủy, mình không phải là dân quảng cáo nói láo ăn tiền. Amen. Mình không phải đi theo lẽ giả. Amen. Mình không phải là tổ chức phản động. Thế thì tại sao mình sợ? Và lúc ấy tôi bắt đầu tập đánh đờn guitar. Mỗi lần tôi đánh, tôi thờ phượng là chủ nhà nói gì: sĩ ơi, em hát nhỏ nhỏ lại đi. Chứ em hát gì mà cô đi chợ ở tuốt dưới tầng 1 mà chúng tôi học trên tầng 3 ở cái chỗ nhà gửi xe mà chị nghe hát giọng của em. Rồi các mục sư ở Sài Gòn mời tôi giảng á, họ mời tôi một lần, họ không dám mời lần thứ hai. Họ còn lén nói gì: thầy sĩ ơi, anh rất muốn mời thầy sĩ đến để giảng, nhưng mà thầy giảng cái giọng thầy giống như lại ông tôi đang ở bụi này vậy đó. Thầy giảng ở đây mà đầu hẻm nghe, cuối hẻm nghe. Cho nên thôi, không dám mời thầy bởi vì lại ông tôi ở bụi này. Và bắt đầu tinh thần của tôi ở chỗ này anh em này, đó là không chấp nhận đóng cửa. Khi tôi mở trung tâm, mở phục vụ của Chúa, tôi toan cửa ra để thơ phượng một Chúa đã sống lại. Amen. Amen. Anh em, sự sợ hãi khiến chúng ta sợ nhiều điều, ngay cả sợ tin những điều gì Kinh Thánh nói. Sự sợ hãi một dạng linh lừa dối đã khiến cho các sứ đồ đóng cửa. Amen. Amen. Trong đó có một người đã thề sống thề chết với Chúa, đó là Phi-e-rơ.
Và có những phúc âm đặt kỹ thuật rằng là hết thảy mọi người đều nói đó là chúng tôi đồng tù, đồng chết với thầy. Amen. Nhưng bây giờ thầy của họ chết, họ nhóm lại đóng hết cửa lại, sợ hãi. Anh em, điều tôi thích thực một buổi sáng nay ở đây đó là sự sợ hãi cũng có thể đóng cửa lòng của tôi và anh em lại những ngày qua với Chúa rồi. Tôi lặp lại, linh sợ hãi, nếu chúng ta không cẩn thận, nó có thể khiến chúng ta đóng cửa lòng của mình lại. Đối với tôi, càng đi với Chúa, tôi càng thấy một cái cánh cửa rất quan trọng đối với tôi. Cánh cửa này được phép đóng lại với Chúa và được mở ra lại đối với Chúa. Amen. Đến mức Chúa Giêsu nói gì trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20? Liên có thuộc câu thánh này không? Trà có thuộc câu thánh này không? Tuyết có thuộc câu thánh này không? Diệu kỳ có thuộc câu thánh này không? Cô Tuyền có thuộc câu thánh này không? Lời của Chúa nói gì trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20? Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cho, thì ta sẽ vào cùng người đó. Cho tôi nghe chị em ấy. Cho tôi nghe chị em ấy. Anh em hãy tập trung vào điều này. Các sứ đồ sợ hãi đến mức tất cả đều đóng hết cửa lớn, cửa nhỏ, nơi họ đóng hết, họ đóng lại. Và chúng tôi là hãy kêu gọi hội thánh hôm nay, anh em đừng đóng cửa lòng của chúng ta với Chúa. Cho tôi nghe chị amen. Đừng đóng cửa lòng của chúng ta với Chúa. Sự vô tín là cánh cửa lòng đã bị đóng lại với Chúa. Cho tôi nghe chị amen. Khi tôi bắt đầu vô tín là tôi đóng cửa lòng của tôi lại trước một Đức Chúa Trời tôi tin đấng toàn năng. Danh Ngài là Yahweh El Shaddai. Không phải tất cả những con người đang ngồi đây đều có đức tin đâu. Anh em, tôi đã chứng kiến có những người vô tín đến mức gọi là kinh khủng. Và cuộc đời của họ như vậy thôi. Bởi vì Chúa không làm gì được khi chúng ta đóng cửa lòng với Ngài. Amen. Amen. Anh em thấy một căn nhà không có chủ thì cái gì sẽ đến đó ở? Cái gì? Cái nhà vô chủ trước nhất ăn trộm ha. Nó bắt đầu nó để ý cái nhà này. Nó thấy ủa cái nhà này sao đóng cửa. Nó đi ban ngày nó kêu chắc họ đi làm. Nhưng ban đêm nó để đi qua căn nhà này xem thử thế nào. Đi qua nhà nó, ủa căn nhà này phát đóng cả cửa mắt luôn rồi. Đóng luôn cả cửa mắt rồi. Cửa lòng cũng đóng luôn rồi. Nó đi qua ban đêm 7 giờ tối, thấy không bật đèn, nó kêu chắc họ đi làm tăng ca, chưa về. 10 giờ, 11 giờ nó đi lại con đường đó, nó thấy ủa căn nhà này sao giờ này không có đóng cửa. Chắc họ về cái lúc mà từ 7 giờ đến 10 giờ. Qua ngày hôm sau, nó đi 7 giờ đến 11 giờ, đi tới đi lui hoài. Nó thấy qua ngày hôm sau nữa đi, và đến ngày thứ ba ăn trộm bắt đầu vào nhà đó, phải không ạ? Amen. Nó vào, áp sát vào, áp sát vào, áp sát vào, bắt đầu lắng nghe để coi thử có tiếng động gì không. Nó thấy cô Tuyền không có ở đó, nó thấy thầy Hưng Chốc Màu cũng không có ở đó, nó thấy thầy Tú cũng không có ở đó, nó thấy cô Hương cũng không có ở đó. Bạn ta biết rằng để nó làm im phải không? Nó bắt đầu nó tháo cửa phải không? Không phải không? Anh em, Chúa Giêsu là đấng rất lịch sự. Chúa không bao giờ đạp cửa, tháo cửa, đặt bom như tụi khủng bố trước cửa để giật nổ, banh sát cái cửa rồi nó chui vào không? Xin lỗi, Chúa Giêsu vào không? Nhưng mà Satan là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Amen. Nó tự động đạp cửa lòng anh em, nó vào đó. Điều gì xảy ra nữa? Nó đem hết tất cả đồ đạc ra phải không? À, nó thấy tủ lạnh vẫn còn xài được. Tủ lạnh hai cửa mới mua, tivi màn hình LED cũng mới mua dịp Tết vừa rồi. À, nó thấy ồ, tủ lạnh ngó đây nè. Ồ, nó thấy quý, nó thấy máy lạnh mới bắt, mới thuê nhà có máy lạnh. Thầy Hưng với cô Tiền mới thuê nhà, thấy cục
với lạnh để bắn được. Lấy tủ lạnh thấy máy giặt một cửa, bị hết cái gì mà có tiền, bị hết ra ngoài, nó bắn. Amen. Rồi chúng ta nghĩ gì căn nhà nữa, đâu phải dừng lại chỗ đó. Bắt đầu căn nhà đó trở thành căn nhà hoang, chuột nó đi vào, bị cửa đã tháo rồi, amen. Chuột đây đó là những tà linh, nó bắt đầu đi vào đời sống của chúng ta. Và con chuột nó làm gì anh Hà nhỉ? Nó là con vật gì ạ? Nó là con vật gặm nhấm. Con chuột nó đi vào đời sống của ai đó, nó gặm nhấm trái tim của chúng ta. Từ cái chỗ trái tim là nói về yêu thương. Khi hai người yêu nhau không bao giờ vẽ cái súng tặng cho nhau hết. Mà lúc nào, lúc nào chứ tôi có một cầu học trò nhỏ chút xíu, nhưng mà ngay ngày đi khai giảng là về là ngơ ngơ rồi. Hỏi sao vậy? Bố con, anh em, trái tim là hình ảnh của yêu thương. Nhưng khi cửa lòng của chúng ta bị Satan nó phá, bị linh cướp giết vì nó phá, nó vào nó gặm nhấm. Cái trái tim ta tưởng tượng nó gặm nhấm đi, thì nó còn hình trái tim không? Nhìn ghê lắm, tặng không ai thèm lấy đâu. Vì nó bắt đầu sức mẻ, phải không? Có phải không? Nó bắt đầu hôi thối rồi. Nó không còn hương vị ngọt ngào. Nói ra là cay, là đắng, là hận, là thù. Nói ra là nặng mùi của ức trách, chửi rủa. Ngay cả chồng mình, vợ của mình, con cái của mình, lời yêu thương không còn nữa. Và anh em đi giúp của tôi, Chúa Giêsu, Ngài sống lại rồi. Và Ngài biết các môn đồ sợ đến mức đóng các cửa lại. Sáng nay Ngài đang ở đây. Amen. Amen. Và Ngài biết rõ chính xác ai đó có thể đang ngồi ở đây, ai đó đang có thể nghe theo dõi buổi nhóm lại của chúng tôi ở tại một vụ giải cứu này. Chúng ta sẽ ngồi đây, chúng ta sẽ ăn mặc rất đẹp, chúng ta sẽ vừa hát thanh ca xong. Những điều đó không nói chúng ta là ai, bởi vì Ngài biết đó là những cánh cửa lòng của chúng ta đã đóng lại rồi. Amen. Amen. Cửa lòng cũng đóng, cửa tâm trí cũng đóng, cửa bát cũng đóng. Amen. Amen. Cửa môi miệng cũng đóng, chúng ta đóng lại rồi. Chúa nài xin chúng ta hãy lắng nghe tiếng gõ cửa lòng của Ngài hôm nay. Đừng đóng cửa với Chúa nữa. Amen. Hãy mở cửa đi, để Chúa phục sinh. Chúa đã phục sinh, Chúa đã đắc thắng sự chết, Chúa đã đắc thắng Satan, Chúa đã bẻ gãy mọi xiềng xích. Đấng đó ở trong cuộc đời của tôi và anh em, thì chính Ngài cũng bẻ gãy mọi xiềng xích trong cuộc đời của tôi và anh em. Cho tôi nghe chị. Amen. Và giữa cái sự sợ hãi đó, chúng ta thấy điều gì xảy ra ở đây? Chúa Giêsu họ đóng hết cửa lại. Bỗng nhiên Chúa Giêsu xuất hiện, bởi vì Ngài là đấng khi chưa sống lại, khi chưa chết, khi chưa sống lại thì Ngài sống trong cái thân thể giống như tôi và anh em, Ngài bị giới hạn. Amen. Ngài không thể nào đi xuyên tường được. Nhưng sau khi Ngài đã sống lại trong cái chết, Chúa Giêsu đi xuyên tường với một thân thể vĩnh hiện. Các cửa đóng kín hết lại. Chúa Giêsu thần linh xuất hiện. Chúng ta giật mình không? Nếu giờ này mà Chúa Giêsu xuất hiện ra một cái thân thể rất màu nhiệm, Ngài đứng ở đây, ai sẽ là giật mình nào? Không còn thấy thầy sĩ nữa, mà thấy chính Ngài đang ở đây. Nhưng con mắt tâm linh của chúng ta tin rằng Ngài đang ở đây. Nhưng có nhiều người không ý thức được điều này. Họ vẫn ngủ ngon trong giờ nghe lời của Chúa. Bởi vì sao? Họ không tin Chúa đang ở đây. Amen. Amen. Họ không tin Chúa đang ở đây. Anh em thấy có bao giờ tôi nhóm lại với anh em mà tôi ngủ không? Có bao giờ tôi nhóm lại với anh em mà tôi chuông điện thoại reo lung ta lung tung không? Hay là tôi đang nhóm anh em ở đây và tôi nói gì dừng lại và muốn uống ly cà phê đã? Không có. Nhưng mà tôi, vì tôi biết rằng Ngài đang ở đây, tôi phải bày tỏ sự tôn trọng và kính sợ Ngài. Cho tôi nghe chị. Amen. Tôi bày tỏ vì tôi biết rằng Ngài đang hiện diện ở đây. Hallelujah. Hallelujah. Anh em yêu của tôi,
Thế nên Chúa xuất hiện ra, cái lời Ngài đầu tiên Ngài nói gì? Ngài không la các môn đồ. Ngài nói tại sao các ngươi vô tín vậy? Tại sao các ngươi sợ hãi không? Giữa cái sự bất an, Chúa đến đem sự bình an. Anh em, đây là điều tôi áp dụng vào đời sống của tôi. Những lúc tôi đang ở giữa nghịch cảnh, những lúc tôi đang ở giữa sự khủng hoảng, những lúc tôi đang đối diện với cái điều có thể khiến tôi sợ hãi, tôi đều nói với Chúa, lạy Chúa, con đón nhận lời của Chúa, con công bố rằng bình an của Chúa cho con giờ này. Vì ấy sao đó gì? Chúa ban sự bình an cho kẻ ở xa cũng như kẻ ở gần. Anh em biết gì? Có nhiều người ngày hôm nay sợ đến mức nói gì? Chết mồ, chết rồi, ở xong đời rồi. Có người hốt hoảng quá nói gì? Ôi thôi chết. Trong khi đó chúng ta thừa biết Chúa đãi chúng ta tùy theo điều Ngài nghe miệng chúng ta nói. Anh em biết tôi học tập kính sợ Đức Chúa Trời từng cái lời tôi nói ra trên miệng của tôi đó nè. Vì tôi biết rằng sống chết cho nên quyền của lưỡi. Amen. Và Chúa Giêsu xuất hiện giữa sự bất an, sợ hãi của các môn đồ. Ngài nói một lời, bình an cho các con. Anh em, sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu sống lại dành cho một tập thể, đó là bình an cho các con. Chúng ta hãy cùng nhau nói với tôi sau khi tôi đếm 1, 2, đến 3. Ok? Chúng ta hãy nói bình an cho các con. 1, 2, 3. Bình an cho các con. Ta nói giơ tay lên chứ à. 1, 2, 3. Bình an cho các con. Amen. Bình an cho các con. Chúng ta hãy xoay qua bên người tay phải tay trái và nói gì? Bình an cho anh cho chị. Anh Hà không thể nói được cho Trương sao? Anh Hà không thể nói được cho Trương sao? Anh lại đóng cửa lòng nữa rồi. Chúng ta lại một lần nữa tuyên bố lời của Chúa Giêsu phán: bình an cho các con. Và Ngài không phán một lần đâu, Ngài phán lần thứ hai trong câu 20. Họ mừng rỡ, xin lỗi câu 21, họ có mừng rỡ nhưng mà câu 21 Chúa vẫn thấy trong họ còn có gì đó vẫn lo lắng, sợ hãi. Cho nên Ngài phán lần thứ hai rằng bình an cho các con. Anh em, tôi kêu gọi chúng ta hãy thực tập điều này. Trong những lúc tuyệt vọng, trong những lúc đối diện với những nghịch cảnh, đối diện về những bệnh tật mà bác sĩ nói có thể là nan y, có thể là chết chóc, đối diện với một hôn nhân chúng ta gặp quá nhiều rắc rối, thì chúng ta là người biết Chúa, Đấng đang sống trong chúng ta. Amen. Đấng đang ở trong nghịch cảnh của tôi và anh em, hãy nói cái lời Ngài đã nói. Ngài nghe, Ngài tôn trọng lời của Ngài đã nói. Cho tôi nghe chưa? Amen. Ngài tôn trọng lời của Ngài hơn cả danh của Ngài nữa anh em. Chúng ta biết gì không? Người đời người ta không nói gì? Quân tử nhất ngôn. Một lời thôi. Amen. Một lời một. Tôn trọng lời nói. Và chính Chúa Giêsu là Đấng tôn trọng lời nói đó. Ngài nói bình an cho các người. Và nếu ta tin lời này cho mình thì hãy bắt đầu nói từ hôm nay và những ngày đến khi ta đối diện với thử thách gian nguy, hãy nói bình an cho con. Vì lời của Chúa Giêsu nói như vậy. Và ta nói thẳng vào mặt Satan rằng: Satan, mày hãy nghe đây. Chúa Giêsu nói với ta trong Giăng đoạn 20 câu 19 câu 21 rằng bình an cho các ngươi. Anh có tin rằng Satan sẽ quỵt đuôi và bỏ chạy không? Bởi vì lời của Chúa là gươm của Đức Thánh Linh. Amen. Và khi gươm Đức Thánh Linh rút ra, Satan không thể cự địch lại được. Tôi đã áp dụng lại thuật này cho chính tôi rất nhiều lần anh em. Làm người hầu Chúa, đối diện với nhiều áp lực, đối diện với rất nhiều khó khăn, tôi biết được điều này. Cho nên những câu thánh nào nói về sự bình an, tôi đều thuộc. Để khi trong nghịch cảnh tôi nói lời của Đức Chúa Trời lên: bình an cho các người. Amen. Và bây giờ chúng ta đến điều thứ ba. Sau khi Chúa nói với họ câu 19 bình an cho các người, thì câu 20 Ngài bắt đầu bày tỏ một cái bằng chứng sống động
môn đệ của Ngài biết rằng Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết. Đó là nói đoạn, Ngài giơ tay ra. Và gì? Và ngay cả xương của Ngài nữa, cho môn đồ xem. Anh em thấy rằng khi họ xem, Ngài giơ tay ra, họ thấy dấu đinh không? Họ thấy dấu đinh không? Họ thấy dấu đinh. Họ giơ, xin lỗi, Chúa Giêsu là thầy các môn đồ, giơ sườn ra. Chúng ta nhớ rằng sườn đó bị giáo đâm không? Các môn đồ bắt đầu nhìn thấy mũi giáo, cái vết giáo đâm vào hông của Ngài còn ở đó. Anh em, họ thấy và cái nó nói gì? Họ sợ hả? Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đây sự mừng rỡ, bởi vì họ thấy rằng quả thật thầy của mình đã sống lại. Cho tôi nghe chị, amen, amen. Anh em họ đang vui mừng, họ có thể hát bài hát vì Giêsu sống chúng ta bước đi bởi hy vọng, bóng đêm xa dần hãy mở các cửa ra và đừng sợ hãi nữa, vì tôi biết rõ Chúa sống uy quyền trên khắp trời, vì Giêsu sống luôn với tôi luôn sống trong Ngài. Amen. Họ đang đầy sự vui mừng. Và có thể một môn đồ giống như Hải Đầu Bạc đến nói thầy nói Phi-rơ ơi, thầy của mình đã sống lại rồi, chiều nay mình mở bạc ti nhé. Rồi Trương chạy đến đó với thầy Tú rằng, anh Tú ơi, thầy Tú ơi, thầy mình đã quả thật, em mới nhìn thấy cái xương của thầy bị giáo đâm đó, chiều nay mình ăn lẩu đi anh. Thầy Tú sẽ nói gì? Hãy nghe đây này, đầu tiên là tiền đâu? Anh em, họ đang đầy dẫy sự vui mừng. Họ đang đầy dẫy sự vui mừng. Chúa Giêsu cắt ngang sự vui mừng đó bằng cách gì anh em? Chúng ta nhìn vào câu thứ 22. Họ đang đầy dẫy sự vui mừng, Chúa Giêsu không để cho sự vui mừng đó gia tăng. Anh em, có nhiều khi Chúa không muốn chúng ta cứ ở trong sự vui mừng để rồi ngủ quên trong sự chiến thắng, ngủ quên cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Amen. Và đây là trọng tâm điều tôi muốn nói với hội thánh hôm nay. Và đây cũng là trọng tâm mà sau bài giảng tôi muốn cầu nguyện cho anh em. Amen. Amen. Anh em thấy gì? Họ đang vui mừng thì Ngài lại phán cùng môn đồ rằng dường như Ngài muốn dập tắt cái sự vui mừng đó. Chúa sống lại không phải để ta vui mừng và vui mừng, nhưng Chúa sống lại, Chúa cho chúng ta có những sứ mạng ở đây. Cho tôi nghe chị, amen. Một trong những điều rất quan trọng trong chức vụ của Chúa Giêsu, một trong những điều mà rất là quan trọng với những người theo Chúa, hãy nghe sứ mạng này. Hội thánh ngày hôm nay Chúa Nhật Phục Sinh thì tổ chức ăn uống lớn lắm, tổ chức hoành tráng lắm, nhưng mà Chúa Giêsu thì lại buồn. Anh em ạ, Chúa Giêsu lại buồn, bởi vì Chúa Giêsu phục sinh từ trong kẻ chết không phải để chúng ta ăn tiệc mừng rỡ mà thôi. Amen. Nhưng hãy đáp ứng cái bản lĩnh này, đó là Ngài tiếp tục nói bình an cho các ngươi và Cha đã sai ta thế nào. Cho tôi nghe chị, amen. Và Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Tôi muốn ta đọc lớn câu này với tôi. 1, 2, 3. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Anh em, chúng ta tập trung vào sứ mạng này. Chúa Giêsu sống lại trong cái chết, Ngài hiện ra cho các môn đệ, Ngài đã từng kêu gọi họ, Ngài cho họ chức vụ, đó là sứ đồ, là người được sai đi. Cho tôi nghe chị, amen, amen. Và khi Ngài khởi sự chức vụ tại Galilee, Ngài đã kêu gọi Giăng, Gia-cơ, Phi-e-rơ. Sau đó Ngài tiếp tục kêu gọi Ma-thi-ơ, phải không? Ngài kêu gọi Mác, Ngài kêu gọi Giu-đa Iscariot, Ngài kêu gọi những con người và Ngài phong chức vụ cho họ, đó là sứ đồ, là người chịu sai đi. Amen. Và họ đã đi theo thầy 3 năm rưỡi. Họ chứng kiến thầy của mình chết,
Và chúng ta thấy rằng đôi chân mà họ đi với Ngài đó bây giờ không còn muốn đi với Ngài nữa. Chào tôi nghe chị Amen. Chúng ta nhớ trong Luca, hai môn đồ về làng Emmaus. Amen. Emmaus theo tiếng Hy Lạp là nhà sông hơi. Khi nào chúng ta sẽ sông hơi? Đó là khi chúng ta thấy người mình mỏi mệt, phải không ạ? Thì hình ảnh này rất độc đáo. Đó là hai môn đồ, họ không còn muốn ở Jerusalem nữa. Jerusalem là nơi đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu hay tập hợp ở đó. Cho tôi nghe chị Amen. Amen không ạ? Nhưng bây giờ họ không còn muốn ở Jerusalem nữa. Họ thấy nguy hiểm quá rồi. Đó là dân Judah, dân Do Thái tìm bắt những người nào mà theo Chúa Giêsu. Amen. Và 3 năm rưỡi đó, gương mặt của Phi-rơ nó không xa lạ với những người tại Jerusalem. Cho tôi nghe chị Amen. Amen. Gương mặt của Nghĩa không xa lạ tại Cần Thơ. Gương mặt Tuấn Anh không xa lạ, không xa lạ lắm trên cái trang bóng bánh. Gương mặt của Hòa Quảng Nôm cũng không xa lạ lắm ở tại Quảng Nôm. Gương mặt một người thầy có mái tóc đẹp nhất, đó là thầy Hưng, cũng không có xoa lọ lắm ở Quảng Ninh. Gương mặt của thầy Sơn, người có nụ cười rất là tươi, không xa lạ lắm tại Gò Vấp, phường 17 phải không? Phường 14. Gương mặt của Phát Thể Hiện là bếp trưởng cũng không xoa lọ lắm với những cái chỗ mà ăn chơi trót có. Anh em hãy nghe điều này nè. Cho nên các sứ đồ họ được kêu gọi là để đi. Cho tôi nghe chị em em. Chúa nói họ trong Ma-thi-ơ đoạn 10 rằng ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ chim bồ câu. Amen. Chúa sai họ đi để giảng tin lành của nước Chúa Trời. Chúa sai họ đi để chữa lành kẻ đau, khiến kẻ chết được sống lại, làm sạch kẻ vùng, vân vân và vân vân. Amen. Amen. Nhưng bây giờ 11 sứ đồ này đang làm cái gì vậy? Chúng ta đến, chúng ta dỡ nó lại sách Mác đoạn thánh khi nào chúng ta đọc đó. Mác đoạn 16 đó. Câu 14. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn. Chúng ta thấy gì không? Chúa sống lại rồi. Buổi sáng Chúa hiện cho Phi-rơ rồi, nhưng Phi-rơ cũng không tin. Và ông về ở tại cái phòng kín đó, cái phòng cao đó. Phi-rơ và các sứ đồ vẫn tổ chức ăn vì nó buồn quá. Cứ ngồi mà nhìn mặt nhau ủ rũ hoài toán lắm. Cho nên rủ hết đi bắt ốc, về làm lẩu ốc, nấu cháo bún ốc, rồi đi hái rau chài về nấu canh với thịt bằm, rồi đi hái rau rừng về làm canh thục của người đồng bào Stien. Họ tổ chức ăn uống. Họ đang rất là buồn. Họ đang ngồi ăn để đỡ buồn. Và Chúa Giêsu hiện ra và nói gì? Kinh Thánh nói gì? Họ đang ngồi ăn, Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu nói gì? Cường, ta ăn với hả? Chúa không nói là thầy tố, cho ta ăn với. Chúa không nói với rương là cho ta ăn canh thục của người sắc tộc Stien. No! Chúa hiện ra chứng kiến họ đang ngồi ăn. Và Chúa nói gì? Quở trách. Chúa quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Chúa quở trách họ đó nè. Bởi vì họ quên mất sứ mạng, đó là họ được sai đi. Thật tôi nghe chị Amen. Ba người tin rằng, ba người đang ở đây và những người đang theo dõi sứ điệp này, tin rằng Chúa đã kêu gọi chúng ta làm một công việc nào đó cho Chúa. Thế thì chúng ta coi lại nè, những ngày qua chúng ta đang đi làm công việc Chúa không? Chúng ta có thực sự đang đi làm công việc của Chúa không? Chúng ta có thực sự đi với sứ mạng mà Chúa sai ta đi không? Hay là chúng ta được nhắc nhở chúng ta mới làm? Ai được Chúa kêu gọi làm một người truyền giáo, hãy là người truyền giáo. Amen. Không phải là người quảng cáo. Tôi lặp lại, ai thừa nhận rằng Chúa kêu gọi chúng ta làm một người truyền giáo thì xin đừng làm quảng cáo. Xin đừng gia nhập đội ngũ đa cấp, nói láo ăn tiền. Amen. Rất nhiều tôi không đồng tình, có những người học Chúa tại Việt Nam và tại Mỹ
họ lừa dối những người theo Chúa. Họ lừa dối những người đến nhà thờ bằng việc đa cấp. Tôi không đồng tình, tôi chống lại điều đó. Vì là một người truyền giáo không đi quảng cáo. Một người truyền giáo là một người đi ra để nói về Chúa Jesus cho người khác và mở mang hội thánh của Đấng Christ cho tất cả chị. Amen. Amen. Nếu ta nói rằng mình được kêu gọi để lãnh đạo công việc của nhà Chúa tại đây, thì những ngày qua chúng ta có thực sự tâm đầu ý hợp sống với sự kêu gọi đó, chết với sự kêu gọi đó, đi ngủ với sự kêu gọi đó, làm việc với sự kêu gọi đó, dù khó khăn thử thách như thế nào. Nên ta nói rằng mình được kêu gọi cho thiếu nhi thì phải sống cho sự kêu gọi đó. Amen. Không phải chỉ Chủ nhật nhóm một lần, nhưng chúng ta có những chương trình, thí dụ thánh kính mùa hè, thí dụ phục sinh nè. Amen. Truyền giáo cho thiếu nhi, chúng ta có tấm lòng cho những trẻ em mồ côi, những trẻ em đang ở trong nguy cơ bị lạm dục, bị lạm dụng tính dục. Có thể cha của họ, có thể anh của họ, có thể ba con của họ, có thể những người say xỉn ở xung quanh làng xóm của họ. Chúng ta phải cầu ban những điều đó. Amen. Amen. Hội thánh tin rằng Chúa đã sống lại, không phải chỉ nhóm lại rồi ra về và cứ như thế đó. Chúa muốn hội thánh tin Chúa phục sinh thì phải đáp ứng sứ mạng, đó là sai đi. Cho tôi nghe chị. Amen. Đáp ứng sự kêu gọi của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng những sứ đồ này được Chúa chọn, được Chúa kêu gọi và Chúa phong chức cho họ là sứ đồ, là những người sẽ đi. Chúa cho họ ủy quyền trên ma quỷ, Chúa cho họ ủy quyền trên bệnh tật, Chúa cho họ có quyền năng làm phép lạ. Nhưng bây giờ họ ngồi và ăn mà thôi, vô tính. Amen. Amen. Anh em, nếu ta nói mình được Chúa kêu gọi mà những ngày qua chúng ta không làm gì công việc Chúa, thì tôi nói anh em đừng buồn, chúng ta là những kẻ vô tính. Nếu ta biết ý muốn của Chúa là muốn mọi người để được cứu, thì ta phải đi ra để nói về Chúa Giêsu, đem những người hư mất về với Ngài, trong đó có thể có gia đình của chúng ta. Amen. Tôi coi lại cái clip đem thương khó chúng ta nhóm đó, có rất nhiều người vào comment và họ đáp ứng cái sứ điệp. Con cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài bị treo lên để kéo mọi người đến với Ngài. Trong đó có ba mẹ của con, trong đó có vợ của con, trong đó có chồng của con, trong đó có con cái của con. Tôi coi tôi nói gì? Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa gieo ra và đã có nhiều người hưởng ứng. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta cũng đều đáp ứng cho điều đó. Và đừng quên sứ điệp đó. Amen. Amen. Và rất nhiều người vui thích, ham thích lời của Chúa trong đêm thương khó đó. 2000+ người đã theo dõi chúng ta trong vòng 2 ngày qua. Đúng là lời của Chúa chạy sức và mau. Amen. Anh em, đừng giống như các sứ đồ. Chúa kêu gọi họ, họ quên mất. Và sắp nơi Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài đến đây với chúng ta qua chức vụ của tôi. Ngài cũng nhắc lại cho mỗi một chúng ta như Ngài hiện ra với các môn đồ ở tại cái phòng cao đó. Amen. Ngài không nói là Ngài cho tiền chúng ta hôm nay. Nếu mà Ngài đến đây như đa cấp á, thì tôi tin rằng sau này chắc ngoài sân đó cũng đầy người ngồi rồi, vì mình chờ đa cấp. Ngài đến đây để không quảng cáo dầu thơm. Tôi nói rằng nếu mà Ngài đến đây mà giống như đa cấp, giống như dân quảng cáo nó láo ăn tiền, thì tôi nghĩ rằng ngoài sân tới ngoài ngõ kia người ta ngồi rất là đông, bởi vì chờ ông sĩ ông giảng xong, Chúa Giêsu ở trong ông sĩ bắt đầu phát thùng mì tôm, phát chai nước mắm, phát bịch gạo. Anh em đúng không? Chúa Giêsu đến với các sứ đồ và Ngài nhắc lại mạng lệnh câu 15, chúng ta để ý này. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúa nói dường như chúng nói gì? Ta sai các ngươi đã đi khắp thế gian giảng tin lành, chứ ta đâu có sai các con ngồi ăn. Cho tôi nghe chị. Amen. Ta sai các con, ta chọn lựa các con, ta huấn luyện đào tạo các con là để đi sai ra cứu, để sai các con ra đi ra cứu người. Amen. Chứ đâu phải chỉ ngồi ăn. Có phải không nghĩa? Đâu phải chỉ ngồi ăn.
con, chúng ta quay trở lại với bắt đầu 16 đó. Ta chọn các con, sai các con đi, đó là để cứu người, để chữa lành, để giải cứu, để khiến sống kẻ chết, amen, để chữa lành kẻ phùng. Hallelujah. Tại sao bây giờ các con ngồi ăn? Tại sao các con bây giờ chỉ nghĩ đến cái chuyện đám cưới không à? Tại sao bây giờ các con vô tín? Tại sao bây giờ các con nặng lòng? Tại sao bây giờ các con đầy dẫy sự sợ hãi? Chúa buồn không anh em? Chúa nói tôi từ hôm qua, ta buồn con. Vì hội thánh tổ chức mừng ta phục sinh, nhưng họ không nhìn thấy được tấm lòng của đấng phục sinh. Đó là Ngài không phải chỉ treo lên để kéo mọi người đến với Ngài, nhưng sau khi Ngài sống, Ngài cũng muốn chứng kiến nhiều người chạy đến với Ngài, tin Chúa Giêsu qua mỗi đời sống của chúng ta là những kẻ chịu sai đi. Chúa ơi, Ngài buồn nữa bằng cách trả lời của họ. Họ nói vậy nè, dường như cái đuôi bò nó ở chỗ này. Cho nên họ trả lời Amen. Anh em không thể nói một cái chữ Amen mà đầy đức tin Amen. Có người thì Amen không à, chứ không có A. Anh biết rằng tại sao tôi giảng tôi hay nói Amen không vậy? Bởi vì chính tôi biết lời của Chúa tôi đang giảng nó đúng, và lời của Chúa luôn luôn đúng. Amen. Vì cái đó tôi nói Amen, làm sẵn danh Đức Chúa Trời. Hallelujah. Anh em, tôi lặp lại. Chúa Giêsu kêu gọi các sứ đồ, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đến hưởng ơn cứu rỗi. Sau sự hưởng ơn cứu rỗi, Ngài kêu gọi chúng ta mở hội thánh, truyền giáo, chữa lành, giải cứu, mở tổ tế bào, cá nhân chứng đạo, đưa dắt chiêu linh hồn trở lại với Chúa Thế Giêsu. Amen. Amen. Nhưng coi chừng những ngày qua, coi chừng trưa hôm nay chúng ta ngồi ăn những bát phở rất là ngon mà anh em trung tâm gia đình tại sân đã lo từ hôm qua luôn. Có những anh thức cả đêm để canh lửa, thức cả đêm để phục vụ cho sự thông công của chúng ta sau giờ nhóm lại phục sinh này. Nhưng tôi nói hãy cẩn thận. Có chừng đang ngồi ăn phở và Chúa đến với sứ đồ Cường, Chúa nói gì? Cường biết lấy. Chúa đến với Tiến, Chúa nói cái gì? Tiến biết lấy. Chúa đến với Huy, Chúa nói cái gì? Chúa đến với Hoang, Chúa đến với Trí, Chúa đến với chị Đệ, Chúa đến với cô Vân, Chúa đến với Uy, Chúa đến với Vi, Chúa đến với nhà của tôi, Chúa đến với thầy Tú, Chúa đến với hết thảy chúng ta. Anh em hội thánh ngày hôm nay tôi thấy đa số họ không tập trung vào tấm lòng của Chúa Giêsu. Chúa chết cũng vì cứu mọi người đến với Ngài, amen. Và Chúa sống lại, Chúa muốn thấy nhiều môn đồ của Ngài đi ra giảng tin lành khắp thế gian. Tao từng nghe chữ amen. Giảng tin lành khắp thế gian. Và tôi đáp ứng điều này với Chúa, tôi nói trước đây nhiều năm. Tôi nói trước khi Ngài cho con đi ra thế giới đó, thì xin Chúa cho con đi khắp Việt Nam đã. Và dường như ở Việt Nam tôi đi 2/3 rồi. Cao nguyên, thành thị, vùng biển, đồng bằng, miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, mọi vùng có dấu chân tôi đến tại nơi đó. Và sau đó Chúa rất thành tín, Chúa cho tôi đi ra ngoài thế giới. Amen. Chúa cho tôi đến Singapore để giảng cho một vụ giải cứu. Chúa tôi đi đến Malaysia để truyền giảng. Chúa cho tôi giảng 5.000 người đám đông đó. 21 ngày tôi ở tại Malaysia, chứng kiến hàng ngàn công nhân trở lại tin nhận Chúa Giêsu nhiều năm về trước. Amen. Amen. Và Chúa cho tôi đến các quốc gia khác. Tôi đến đó không để tìm kiếm tiền bạc. Tôi đến đó để giảng phúc âm của nước Đức Chúa Trời. Amen. Và có nhiều người được đụng chạm Chúa qua chính chức vụ của tôi. Chúng ta trở lại với Giăng 20. Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu nói gì? Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thế ấy. Có một sự chuyển giao chức vụ ở đây. Cha là Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Đã sai Chúa Giêsu vào trong trần gian này.
Như đêm thương khó tôi đã chia sẻ, Chúa Giêsu được nói đến như hạt lúa mì, và Cha gieo hạt giống lúa mì đó vào cánh đồng ruộng ở thế gian này. Amen. Và chúng ta thấy sau hơn 2000 năm, hàng triệu, amen, hàng tỷ người trên thế giới này đã biết Chúa Giêsu. Ta vui mừng về điều này không? Và Chúa cũng muốn hôm nay, nếu chúng ta bước đi theo dấu chân của Chúa Giêsu, đi ra giảng tin lành, làm chứng về Chúa Giêsu cho người khác, trong đó có bà con của mình, trong đó có người thân yêu của mình, bạn bè của mình, thì số người tin Chúa sẽ nhân lên. Amen. Sẽ nhân lên. Và lúc đó chúng ta mới có ý nghĩa thật sự, đó là mừng Chúa đã phục sinh. Amen. Chúa sống lại không phải để chúng ta ngồi ăn, ngồi uống hết tiệc này đến tiệc kia, nhưng Chúa muốn Chúa sống lại để Ngài sai chúng ta đi. Và Ngài nói gì? Cha đã sai ta thế nào? Anh em có biết rằng khi Chúa nói điều này, nếu không mổ xẻ ra, chúng ta không hiểu đâu. Và tôi mổ xẻ ra trong ơn của Chúa, vinh hiển thuộc về Ngài. Cha đã sai ta thế nào? Theo anh em, Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời có chương trình không? Ngài có chương trình. Theo anh em, Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu, Ngài có những điều rất nghiêm túc với Chúa Giêsu không? Ngài có mục đích không? Ngài có mục đích không? Ngài có mục đích đó anh em. Đó là con vào trong trần gian này, đừng nhận những tiếng vỗ tay của người khác nha con. Giêsu à, khi con đi vào trong trần gian này, người ta có thể muốn bảo con làm vua đó, đừng nhận cái chức vụ làm vua đó nha con. Giêsu à, khi con vào trong cái thế gian này, nhiều người người ta thần tượng con đó, bởi vì đụng đến trong áo của con, họ được chữa lành. Nhiều người lắm, họ chạm đến áo của con, họ được chữa lành. Họ thấy con kêu Lazarus từ kẻ chết sống lại, và họ thần tượng con lắm. Nhưng con đừng chấp nhận thần tượng đó nha. Và con hãy nhớ, con sẽ đối diện với sự cám dỗ của Satan. Đám cám dỗ về cái ăn cái uống, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời khiến đá này trở nên bánh đi. Cám dỗ về phép lạ, đó là từ trên đỉnh thành Jerusalem nó bảo Chúa Giêsu nhảy xuống, và nó nói thiên sứ gìn giữ ngươi, e chờ ngươi vấp nhằn hòn đá chăng. Cơn cám dỗ đưa Chúa Giêsu lên đỉnh núi cao, và nó chỉ cho thấy tất cả những vinh hoa phú quý giàu sang, và nó yêu cầu Chúa Giêsu một điều, quỳ xuống thôi, là những điều ngươi vừa thấy đó sẽ là của ngươi hết, nhưng con phải thắng nha. Và Chúa Giêsu đã thắng. Amen. Cơn cám dỗ cuối cùng trong vườn cây Gethsemane, đó là làm theo ý muốn của Cha. Anh em, Chúa Giêsu nói Cha đã sai ta thế nào, cũng là Ngài có một chương trình, Ngài có một đường lối, Ngài có một mục đích. Amen. Và con đừng bao giờ đi ra khỏi mục đích mà Cha đã sai con. Hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu nói Cha ta đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các con thế đó. Đó là chúng ta cũng phải kỷ luật bản thân. Một người hầu về Chúa mà tham lam tiền bạc, một người hầu về Chúa mà muốn mình sang trọng, tìm kiếm sự sang trọng, tìm kiếm sự vinh hiển cho chính mình, mà không tìm kiếm sự vinh hiển cho Chúa Giêsu, amen. Tìm kiếm ngôi nhà thờ to mà không có Chúa ở trong. Đừng, tôi xin em đừng làm những điều đó, amen. Nếu ta nói rằng mình là một người được kêu gọi, hãy kỷ luật với bản thân. Đừng dễ dãi với bản thân của chính mình. Cho tôi nói chứ, amen. Không dễ phạm tội, không dễ sa ngã. Hãy đứng vững trong sự kêu gọi của Chúa. Amen. Tôi nói điều này không phải là tôi tài giỏi đâu, nhưng mà tôi đã nhờ ân sủng của Chúa giúp tôi đứng ở trong chức vụ cho đến ngày hôm nay. Amen. Cho nên các con, Chúa Giêsu nói rằng Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các con. Và Chúa Giêsu có vâng phục Đức Chúa Trời không? Chúng ta có vâng phục Chúa Giêsu không? Không ai trả lời, tôi trân trọng. Anh em, Đức Chúa Giêsu đã vâng phục Cha cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Còn tôi và anh em vâng phục Chúa Giêsu đến mức độ nào? Chúng ta dễ dàng vâng phục Chúa Giêsu khi túi chúng ta đầy tiền.
khi mọi sự thuận lợi cho việc đám cưới, khi mọi sự thuận lợi cho công tác truyền giáo, khi mọi sự diễn ra như ý của mình. Nhưng nếu Chúa cho thử thách, nan đề, nghịch cảnh, cám dỗ xảy đến, liệu tôi và anh em có vâng phục Chúa Giêsu giống như Ngài vâng phục Đức Chúa Cha không? Anh em, trong cái sứ mạng mà Chúa Giêsu muốn kêu gọi các sứ đồ trở lại, hãy đi giảng tin lành khắp thế gian, và ai tin sẽ được năm dấu lạ này. Ai tin Kinh Thánh Chúa nói là ai tin, chứ Kinh Thánh không nói là ai theo đạo tin lành có năm dấu lạ này. Kinh Thánh không nói là ai theo giáo hội Bắp Tích, ai theo giáo hội Phúc Âm Toàn Vẹn, ai theo trưởng lão thì được các dấu lạ này. Không, Chúa hứa ai tin. Tôi và anh em tin Chúa Giêsu không? Tin Chúa Giêsu không? Tin Chúa Giêsu không? Chúng ta có năm dấu lạ không? Tại sao nếu ta nói có năm dấu lạ, tại sao ta không đặt tay trên cái đau để cái đau được chữa lành? Tại sao chúng ta có nói là ta nhận được năm dấu lạ mà chúng ta không giải cứu, không cầu nguyện chữa lành cho dân sự của Chúa trong hội thánh em nhé? Nếu không thực thi được như này, chúng ta là kẻ vô tín. Hỡi hội thánh rất là yêu dấu của Chúa Giêsu, sáng nay Ngài đến đây một lần nữa, Ngài nói với hội thánh của Chúa rằng ta đã sống lại, ta không còn ở trong ngôi mộ đó nữa, ta đã sống lại hơn 2000 năm về trước rồi. Và sáng nay ta đến đây và ta cũng nói với các con rằng cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thể ấy. Amen. Và sau đó Ngài hà hơi trên các môn đồ, Ngài thở ra đó, và Ngài nói hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Hãy để ý điều này, giữa câu 21 và câu 22 có một sự gắn kết với nhau chặt chẽ. Có nhiều người đi ra nhưng không đi với Đức Thánh Linh. Có nhiều người đi ra, họ đi với bằng cấp của họ, nói họ là tiến sĩ, là thạc sĩ, là thần khoa gì đấy. Có nhiều người đi ra với sự kiêu hãnh của quá khứ mà mình đã được Chúa dùng, là tôi đã từng mở nhiều hội thánh. Nhưng đối với tôi, chuyện quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Amen. Có nhiều người quá khứ rất được ơn, nhưng hiện tại bây giờ nghe nói đến là không thấy ơn nữa, mà thấy ớn luôn á. Không còn thấy ơn mà thấy ớn. Ớn rồi. Không còn ơn nữa, ớn rồi. Còn cái Chúa mà nghe nói đến họ là tới đây nữa. Anh em, Chúa sai chúng ta đi, nhưng hãy nói rằng hãy đi cùng Đức Thánh Linh. Hãy đi với đấng kính sợ Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chưa? Amen. Hãy đi với lòng thành kính, hãy đi với lòng yêu thương, hãy đi với lòng nhân từ, hãy đi với quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chưa? Amen. Chúa không sai chúng ta đi ra giảng thánh lành bằng nước miếng. Chúa không sai tôi và anh đi ra giảng về những câu chuyện cổ tích trong Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa sai tôi và anh đi ra giảng một Chúa Giêsu đã sống lại từ trong cái chết. Amen. Ngài đang sống thì Ngài mới làm phép lạ được. Ngài sống, Ngài mới thay đổi được con người nào khát khao Ngài. Amen. Ngài sống, Ngài mới nói lên tiếng tha thứ được. Nếu Ngài chết, Ngài không làm được ai đó. Trên sáng nay tôi kêu gọi hội thánh của Chúa. Chúa Nhật Phục Sinh 2024 này, sứ điệp đó là Chúa phục sinh với sứ mạng sai đi. Amen. Và tôi kêu gọi hội thánh của Chúa giờ này, hãy đáp ứng lời của Chúa. Chúng ta xem lại cánh cửa lòng của chúng ta những ngày qua có đóng lại không? Hãy mở ra. Amen. Có những người đóng hết các cửa cho tôi nói rồi đó. Cửa mắt cũng đóng, đóng lại với Chúa. Ta không còn nhìn Kinh Thánh nữa, mà chúng ta nhìn vào bác sĩ, chúng ta nhìn vào tiền bạc, chúng ta nhìn vào nhà cao cửa rộng, chúng ta nhìn vào xe cộ, chúng ta nhìn vào vật chất, chúng ta nhìn. Mà đối với Chúa đó, chúng ta đóng cặp mắt của mình lại. Anh em, tôi là người đã cầu nguyện với Chúa đó, xin xây mắt con khỏi xem những vật hư không. Vào năm 2008 tôi được đến Mỹ. Lời cầu nguyện của tôi, gần 20 mấy lần tôi đến Mỹ, tôi đã cầu nguyện đúng một lời như thế này. Đó là khi con đến một đất nước đầy dãy vật chất,
đầy dẫy sự vinh hoa phú quý. Xin đóng cặp mắt của con khi nhìn những tòa nhà lớn. Xin đóng cặp mắt của con lại với những chiếc xe sang trọng. Xin đóng cặp mắt của con lại với những cái điều gì đó sang trọng của nước Mỹ. Nhưng xin mở mắt của con ra để con thấy Chúa đi với con trong tin lành, còn đến đó để giảng tin lành. Amen. Và hai mấy lần tôi đến Mỹ, mắt thuộc thể này được đóng lại trước những vật chất. Nếu tôi là một người thích sống vật chất, vợ chồng tôi không về Việt Nam đâu. Nhưng chúng tôi đã về khi chúng tôi có cơ hội ở lại đó. Và chúng tôi đã về tiếp tục cùng với dân sự của Chúa chịu nóng được, amen, chịu oai bức, cùng cam chịu khổ với nhau để nhìn thấy phục hưng trên khắp đất nước Việt Nam này. Amen. Amen. Anh em có nhiều con cái Chúa cứ nhìn vào vật chất, có nhiều tổ tớ của Chúa, bạc đồng lá của tôi ngàn ấy cũng vậy, nhìn vào xe cộ, nhìn vào tiền bạc và họ không còn nhìn thấy Chúa đâu hết. Mắt của tôi và em những ngày qua nhìn vào đâu? Xin Chúa cứu chúng ta và xây mắt của chúng ta ra khỏi những điều hư không. Amen. Hãy hướng con mắt của chúng ta nhìn vào Chúa, vì Ngài là đấng tác thành đức tin của tôi và anh em. Hãy mở cửa lỗ tai của chúng ta với lời Đức Chúa Trời. Có nhiều người lỗ tai của họ mở nhanh với lời bác sĩ lắm. Bác sĩ nó bệnh trị chết nha, là hoảng kinh liền, vì lỗ tai mở ra với lời bác sĩ. Trong cái thánh lời Chúa nói gì? Đừng sợ tin hùng. Người công bình không sợ tin hùng. Amen. Nhiều người ngày hôm nay lỗ tai rất là nhạy với tiếng của bác sĩ, mà không nhạy tiếng với Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Tôi đã bị một căn bệnh sắp chết. Có nhà tôi đó, lúc đó Phước Nguyên chưa sinh ra đời còn mấy tháng nữa thôi. Bác sĩ nói là anh sẽ chết trong mấy tháng đến. Tôi nghe mà tôi cũng rúng động lắm anh em. Nhưng qua ngày sau tôi kiêng ăn 3 ngày. Và tôi nhận lời của Chúa, ngươi sẽ chẳng chết đâu, ngươi sẽ sống và thuật lại công việc của Đức Giê-hô-va. Và tôi nhận lời đó và tôi sống đến ngày hôm nay. Hallelujah. Bác sĩ nói tôi chết, nhưng lời của Đức Chúa Trời nói tôi không chết mà sống. Nhưng không phải sống dở chết dở sống, không phải sống yếu đuối, nhưng sống làm sáng danh Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Có những người mở cửa lòng mình cho thế giới, mở cửa lòng mình cho chuyện tình cảm, mở cửa lòng của mình cho tình dục xấu xa. Hãy đóng lại với những điều đó và mở cho sự hiện diện vinh hiển của Chúa. Amen. Mở cửa lòng của mình cho sự hiện diện vinh hiển của Chúa. Hallelujah. Có nhiều người đóng cửa lòng với tình yêu, họ mở cửa lòng với sự ghen ghét, hận thù, trả thù, cay đắng, ba mẹ, anh chị em và những người đã từng yêu thương chúng ta. Hãy tuyệt đối đóng lại với những điều đó và mở cửa lòng cho tình yêu của Thiên Chúa. Cho tôi nghe chị amen. Trên chiều này tôi kêu gọi hội thánh, trong lúc bất an, Chúa đến Chúa nói bình an cho các con. Và sứ mạng trong mùa phục sinh năm 2024 này, đó là cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các con thế ấy. Và Chúa hà hơi trên các sứ đồ. Và cái thánh Chúa nói gì? Các môn đồ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì chữ linh tiếng Hy Lạp, tiếng Hebrew giống nhau, nói về thể khí, nói về hơi thở. Amen. Thì cái thánh Chúa nói là Chúa Giê-xu hà hơi ra, các môn đồ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và sáng nay tôi sẽ làm công việc này, rồi tôi sẽ kêu gọi hội thánh của Chúa. Amen. Hãy hát với ban hát dẫn bài sai đi. Sau bài sai đi là tôi muốn kêu gọi tinh thần chúng ta mở cửa lòng cho sự hiện diện của Chúa phục sinh. Amen. Và chúng ta đáp ứng sứ mạng sai đi. Ai được Chúa sai đi cho một vụ nào? Cho truyền giáo, cho nói về Chúa Giê-xu cho người thân, cho việc mở mang hội thánh, cho công tác giải cứu chữa lành đuổi quỷ, cho việc lãnh đạo được Chúa dùng cho những cái điều công việc đó, cho thiếu nhi chăng, cho thanh niên chăng, thì hãy đáp ứng lời kêu gọi để Chúa thấy, Chúa tiếp tục ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta, để ta bước đi với Thánh Linh, không phải bước đi một mình. Amen. Chúng ta đồng hành cùng Đức Thánh Linh. Alleluia. Và lời của Chúa nói trong mát rằng Chúa cùng làm việc với các môn đệ, lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo làm vững lời họ rao giảng. Tôi không hầu Chúa một mình, tôi hầu việc Chúa với Đức Thánh Linh. Amen. Đức Thánh Linh đồng công với tôi, cho nên sẽ có những dấu kỳ phép lạ xảy ra trong những giờ chúng ta nhóm nhau lại thờ phượng Chúa. Amen. Giờ này chúng ta đồng đứng lên. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.